Mọi người nhé, hôm nay tôi thử cái loa BMB này nhé. Nguyên nhân của nó là hình bát không nói mà nói thì nó rồ rà, nói chung là nó cứ rù rù rù, nói không được. Còn lớp nào bốn cái chét này là bình thường, cho nên chúng ta thử xem như thế nào. Bây giờ chúng ta bật để thử âm thanh nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cắm điền vào và thử âm đi. Đấy, như vậy bốn loa này nói được rồi, còn loa to không nói được rồi. Nói chung là loa này không phát được, chỉ có loa chủ không phát được thôi, loa to này. Còn bốn loa chép thì bình thường. Để chúng ta kiểm tra như thế nào thì đó, chúng ta phải mở ra. Ta tiếp tục vặn loa ra. Đó. Bật thang nhân một để kiểm tra loa này. Ta sẽ bật bật để kiểm tra như thế nào, nghe tiếng như thế nào. Đấy, tiếng của loa đang còn rất tốt. Đấy, các bạn nghe tiếng lục lục lạp lạp không? Tiếng đang rất tròn. Vậy chúng ta phải kiểm tra ở bộ khuếch đại công suất ở bên trong. Thì trong khuếch đại công suất thì chúng ta phải mở cuộn này ra. Đấy, trong cái này thì ở đây thì chúng ta phải đo ở lại đầu kia. Lại đầu kia có thể như thế nào nhá. Thử cái đường dây. Dây có bị đứt không? Đây, chúng ta đo lại đầu kia. Nghe tiếng đầu loa nhá, đây là dây loa nhá. Đầu kia vẫn tốt thì chúng ta sẽ kiểm tra trong cái bộ khuếch đại này. Tức là loa chép là đầy đủ thì chúng ta không không phải kiểm tra nữa. Coi như loa chép, bốn cái loa chép này của nó là một đầu này hai dây hai loa, hai đầu này bốn loa, thì đường này chúng ta không không phải kiểm tra. Ta chỉ có kiểm tra loa bát này, đến chỗ nào thì chúng ta sẽ kiểm tra chỗ đó.
Thì bây giờ chúng ta phải lần ngược thôi. Nó lần ngược ở đây. Lần ngược ở đây thì cái loa chép này thì cửa bên này, này. Cửa bên này là của loa chép thì cùng chung. Cái này chung cả một chung này. Chạy sang đây hai chung này. Cái đường này đi thẳng. Cái gì á? Đường này đi thẳng thì coi như chúng ta không tính đường này. Ta tính kiểm tra đường bên này. Khoảng 10 chữ lớp. Đó ra. Đấy, thì bây giờ chúng ta phải kiểm tra từng linh kiện một. Linh kiện này thì nó ở đâu? Ở bên này. Đường này. Đấy, linh kiện của nó là hai cuộn xung này, hai trục lớn này, hai điện trở này. Thì điện trở chúng ta kiểm tra. Kiểm trở của hai cái này thì chúng ta thì không phải kiểm tra bởi vì đây là hai loa chép. Coi đúng không nào? Đây đây lại đây là hai điện trở, một điện trở đây, một điện trở đây, còn qua hai cái trục này, một cái trục này, trục của nó bao nhiêu bi đây, 1,5, 10%, tức là trục 1,5, điện áp chiêu đường là 220V, 67, nói chung hai cái như vậy. Thì cái này sẽ chạy lại đây, lại đây. Cái này là tụ. Để chung lại đây. Thế như vậy chúng ta loại trừ. Tức là hai cái này của loa chép. Thì chúng ta không phải lo hai con này đi ra hai cái này. Qua hai tụ này. Thì như vậy loa chép không có, không liên quan đến bốn con này. Bây giờ chúng ta kiểm tra hai cái chỗ này. Còn chỗ này thì đâu? Chỗ này thì cũng của loa chép à. Đây, tức loa chép của cái này là đây. Chỗ này là đây. Cái này, cuộn này cũng của loa chép này. Để tôi xem thử, xem phân tích mạch. Chúng ta có thể phân tích được mạch ở bên trên bo mạch này nhá. Cho nên là cũng dễ thôi. Đây là đây, tức là của cái loa này. Loa này bắt của cái này. Cái này bắt lại đây. Cái này bắt lại đây. Đấy chúng ta phân tích ở trên bo mạch luôn chứ không cần phải đo. Thì chúng ta sẽ kiểm tra đường này thì kiểu của cuộn này. Thì chỉ còn lưa chắc cuộn này nữa. Cuộn này là của loa ấy này. Thì chúng ta sẽ đo thử xem sao. Đây nha, tôi bật thang lên một nha. Các bạn thấy không? Có thấy được đồng hồ không nhỉ? Thấy được không nhỉ? Đo cuộn này xem sao. Thấy được không? Là tôi kiểm tra thấy. Đấy nhá, đang còn. Đấy, như vậy thì cuộn này bị này, không lên này. Đấy. Chúng ta có thể tiến hành tháo ra. Thì kiểm tra cuộn này. Đâu, đang còn vặn vít đây này. Đấy, bây giờ chúng ta phải đo cuộn này.
của nó là cái này là tức là nó xử lý về cái tạp âm các mọi à, để coi. Đấy không lên các bạn ạ. Đây nha. Đấy, như vậy là bị hỏng bên trong cục này. Thì bây giờ chúng ta có thể mở ra và quấn. Thì như vậy chúng ta để quấn thôi. Quấn không biết bao nhiêu số vòng đây nhỉ. Cụ thể như thế nào thì chúng ta có thể quấn được. Đấy nó có một lớp vỏ bóng ở bên ngoài, chúng ta có thể xới nó đi. Đây đây đây, bên này. Đấy. Chúng ta phải quấn lại cái số vòng như thế này. Chúng tôi sẽ đưa đi quấn lại nhá, quấn lại cục này và chờ các bạn là chờ một tí nữa chúng tôi sẽ đưa ra. Đấy, cái này chúng tôi đã quấn lại này, nói chung nó có 58 vòng toàn bộ thì chúng ta quấn và tôi sẽ đánh keo sơn vào. Đấy, cho nên là bây giờ thì chúng ta sẽ hàn vào và đấu thử để thử như thế nào. Thì như vậy thì chúng ta phải đấu hai cọc này trước. Đây, đây, đây. Tôi cạo lại hai sơn này, nói chung cái này để tróc sơn lại để kéo ra và chúng ta có thể đấu lại vào bây giờ nhé. Để đo các bạn thấy nhá, để tôi đo cuộn này nhá, để các bạn nhìn rõ đồng hồ này. Đây đồng hồ đây, nó đo đây các bạn thấy không, là lên này. Ồ, hơi kém rồi đấy. Rồi chúng ta sẽ ta đấu vào chỗ cũ của nó. Mũi này còn mũi ở bên này. Rồi đấy. Rồi chúng ta đấu đấu lại.
Này, như vậy là lên này. Đấy. Như vậy chúng ta có thể thử thôi. Và chúng ta thử đầu này nhá, để thử thông loa nhá. Như vậy là thông này, chúng ta để đập hai chỗ này đấy, thì chúng ta thử thử có thể xem như thế nào, loa có phát được không. Bây giờ chúng ta bật loa. Chả đâu. Bạn cộng thêm chi Đấy, phí tài như vậy là chính có nói thể tốt thay rồi. đổi từ đơn vị này sang đơn vị khác, Đấy. nhưng trung bình Thôi chắc để chắn tính sẽ là 10 đến 12 euro cho mỗi con lợn. đó. Thế bây giờ chúng ta phải bắt lại bộ này cho chỗ cũ. Không biết là bên nào không biết. Bây giờ tôi không nhớ nữa. Thì bắt là sao này. Có nhỉ? Không biết cái lỗ vặn nó đâu. Không thấy nữa. Hôm nay thì đẹp. Hôm nay phải vặn cho. Đâu? Rồi cái đó chúng ta bỏ bên dưới này. Cho tiện. Để con ạ. Ui, chặt quá. Dính à. Nói chung chúng ta gắn gắn vào cụ thể rồi. Bây giờ chúng ta đẩy loa vào để xem như thế nào. Thì đẩy loa thì đơn giản thôi. Nào, thì chúng ta sẽ đấy, chúng ta đã lắp loa xong thì bây giờ chúng ta phải lắp ở bên ngoài.
Chúng ta sẽ vặn 4 vít này cho đầy đủ. Như vậy là lắp lại hoàn chỉnh rồi. Thì giờ chúng ta bây giờ chúng ta thử nhé, thử xem nhé. Để bật âm ly nhé. Our 210 at the moment, about to raise next month. No, but... Đây là căn phòng nơi lợn nái ở lại trong phần lớn thời gian mang thai. Đây là khu vực dành cho lợn nái. Chúng được đưa đến. Cảm ơn quý vị các bạn đón xem, nhớ nút like và subscribe nhé. Bởi vì cái này đã xong rồi. Thì như vậy là hoàn thành. Cảm ơn quý vị các bạn nhé. Xin chào quý vị các bạn. Chúng tôi không mở được lâu rồi, bởi vì mở lâu nó sẽ dính bản quyền về âm thanh. Thôi chào quý vị các bạn nhé.